Em à, nhìn xem tớ có gì này. Ôi tuyệt quá, mở ra đi. Ôi trông giống như một chú hề đồ chơi, trông rất là dễ thương. Ừ trông tuyệt thật đấy, tớ nghĩ bà sẽ thích những gì tớ có. Ôi không biết bạn ấy nói gì nhở. Nhìn này, tớ có một quà lớn như thế này này. Xin chào. Ôi một chú hề khác, đó là một chú hề thật. Tớ có một bất ngờ cho bạn, chúng tớ sẽ bắt đầu thử thách nhé. Ôi tớ đã không mong chờ điều này. Còn tớ đây, đừng lo em à, bạn sẽ thích nó thôi. Đã ai sẵn sàng chọn một nút chưa? Tớ đang đợi. Tớ thấy không ai dám bấm. Tớ phải tự mình chọn đầu tiên thôi. Lily hay Emma? Tớ sẵn sàng. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Emma, tớ tin ở bạn. Làm tốt lắm. Rất nhanh chóng bạn sẽ nhận được những gì sau nút này. Đây là những viên kẹo cao su rất lớn và ngon. Tớ chắc chắn bạn sẽ thích nó. Nhận lấy đi. Tớ không hiểu đây là cái gì. Wow, đây là kẹo cao su. Tuyệt quá, đừng dừng lại. Có nhiều quá. Tớ luôn mơ ước có được nhiều kẹo cao su như vậy. Đã đến lúc nếm thử rồi. Ôi, ngọt ngào và mềm mại. Tớ rất là thích. Có vẻ như tớ đã chọn đúng nút rồi. Đến lúc thổi bong bóng. Tớ giỏi làm việc đó. Ôi, có vẻ như bong bóng đã nhấn một nút nào đó rồi. Bây giờ tớ thì đang ở trong tù. Tuyệt quá, có gì đó hay mà. Emma nhấn một nút khác. Đồ ngọt. Đây là sự lựa chọn của bạn. Emma, bạn sẽ nhận được Coca. Bạn sẽ phải thích nó. Cái gì nữa đây? Không hiểu tại sao có nhiều nước ở đây vậy. Đây không phải là nước, đó là Coca. Cảm giác thế nào? Ồ, tớ thấy Emma không trả lời. Được rồi, phải sử dụng nguyên liệu bí mật mới được. Mentos. Bây giờ sẽ có một vụ nổ rất là lớn đây. Kẹo để làm gì vậy? Trời ạ, đây là Mentos phải không? Ôi cứu. Bắt đầu rồi, điều tớ đã mang ô với tớ. Emma, bạn khỏe không? Xin chào, tớ đang ngồi bên trong bong bóng rất lớn. Ồ, đó là lý do bạn không phản ứng với bất cứ điều gì. Thôi được rồi, tớ sẽ sửa nó ngay. Có lẽ không nên. Muộn rồi, tốt hơn nhiều rồi đấy. Lily, chúng ta đã xong việc với Emma. Tớ đến với bạn đây. Bạn đang chọn một gì đấy? Thành thật mà nói tớ vẫn chưa quyết định được. Tớ sẽ chọn một cái ngẫu nhiên vậy. Có vẻ như tớ nhấn được nút màu vàng. Có gì ở đó vậy? Nhanh lên, tớ đang đợi. Tớ không muốn làm bạn buồn, nhưng tớ sợ bạn sẽ không thích điều này một chút nào. Tớ có một bát phô mai khổng lồ. Mùi kinh khủng quá. Có vẻ như có gì đó bị thối. Đúng rồi, chúng ta cần phải loại bỏ điều này càng sớm càng tốt. Nhận lấy đi Lily. Phô mai xanh. Tớ không thể chịu đựng đâu. Mô đưa mặt tạm phòng độc cho tớ. Nếu không tớ chết ngạt mất. Trời ơi, trời à, lấy lại đi. Lily, điều này trái với quy tắc. Bạn không thể từ chối sự lựa chọn của mình. Tớ không quan tâm. Ôi không, phô mai của bạn sao được chuyển tay xến Emma rồi. Đây là một sự sai lầm. Tớ không nhấn nút nào cả. Hãy nhận lại đi. Xin lỗi Emma, tất cả là lỗi của Lily. Nhân tiện, bạn không nên ra khỏi hộp. Nào, ngồi xuống ngay lập tức. Và đừng có chạy ra. Ôi, trời ơi. Ê, bạn làm gì vậy? Đừng đánh tớ. Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tớ đã nói bạn không được ra khỏi hộp cơ mà. Ôi, nhưng tớ không thở được. Lily, bạn lại không nghe lời. Cô gái nghịch ngợp, nhận lấy đi. Trời ạ. Bạn nghĩ rằng bạn có thể gọi chúng tớ dễ dàng vậy sao? Không đâu. Được kiểu búa giả của bạn đây. Trời ạ. Tớ hy vọng lần này chúng ta sẽ có ăn ý hơn một chút nhá. Để bắt đầu cần phải đưa ra lựa chọn. Nhưng mà tớ không biết chọn cái nào. Có lẽ tớ sẽ nhấn nút vào một lần nữa. Không tệ Lily. Xin chúc mừng. Bạn đã đưa ra một sự lựa chọn rất là tốt. Bạn sẽ đợi dâu tây thơm và ngon ngọt. Này, có gì đó đập ngay vào mắt tớ. Ô, đó là dâu tây. Tuyệt quá. Tớ rất yêu quả mọng. Tớ nghĩ rằng một quả không đủ đâu. Tớ sẽ có bổ sung cho bạn. Đây là tất cả dành cho bạn. Ôi, trời ạ, mưa dâu tây. Cuối cùng tớ đã may mắn và có một món ngon rồi. Hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Ôi, hình như thiếu một cái gì đó. Hiểu rồi, chúng ta cần kem bông. Nó sẽ đi tuyệt vời với cả dâu tây. Ê, cái gì nó đây?
Đây là kem tươi sao? Tớ nghĩ nên thử với dâu tây. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Như bạn nói Lily, hơn nữa chai này đã hết sạch rồi. Được rồi, tớ sẽ gặp Emma. Trời ạ, à, hộp của tớ đầy kem rồi. Lily trông bạn thật là tuyệt vời. Dừng lại, dừng lại. Trời ạ, à, bạn ấy không chia sẻ cảm xúc của tớ. Trái tim tớ bị tan vỡ, tớ đi đây. Bạn có gì Emma? Tớ đang cố gắng quyết định. Được rồi, lần này tớ sẽ ấn nút màu xanh. Số sô-cô-la khá là ngon. Bản thân tớ sẽ không từ chối uống cả một lon để chữa lành vết thương tinh thần. Cái gì vậy? Cho đến nay tớ không thích đâu. À, đó là sô-cô-la. Tớ xin rút lại lời của mình nhé. Rất là ngon. Tớ muốn nhiều hơn nữa. Ôi, chỉ cần liếm ngón tay. Ôi, thế là xong rồi. Cái hộp đã rỗng. Trông nó rất hấp dẫn làm sao. Em à, tớ xin một tí nhé. Cái gì nữa? Đây là sô-cô-la của tớ. Tớ sẽ không chia sẻ đâu. Đây là phần cho một người. Trời ạ, à, Emma quyết định cũng làm tan nát trái tim tớ. Thật rất buồn, đến lúc phải trả thù rồi. Vì bạn không có cảm xúc thì hãy nhận lấy đá đi. Ôi lạnh quá. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, tớ không di chuyển được. Cơ thể tớ đóng băng rồi. Chính bạn là người đáng trách. Ôi, bạn lạnh lắm rồi. Tớ mệt mỏi chờ đợi rồi, ai đó nhấn nút đi. Tớ gần như quyết tâm được rồi, tớ cần thêm một vài giây nữa. Lily tuyệt vời, rất khen ngợi bạn. Bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng. Tớ đây, hy vọng bạn đã sẵn sàng. Đừng sợ Lily, có gì đó ngon đang chờ đợi bạn. Một gói kẹo dẻo khổng lồ đang chờ đợi bạn. Điều đó tuyệt vời phải không? Chúng có mùi rất là thơm, đẳng cấp luôn. Tớ sẽ thử một chút, nhưng mà tất cả còn lại của bạn. Ô, có một cái gì đó nhỏ và đầy màu sắc. Tớ hiểu rồi, đây là kẹo dẻo, ngon lắm sao? Nhưng mà hết rồi sao? Tại sao một phần nhỏ như vậy? Tớ muốn bổ sung. Lily lại nhấn nút. Thôi được rồi, đó là lựa chọn của bạn ấy. Được rồi, bạn sẽ nhận được thêm kẹo dẻo hơn. Chờ chút, tớ có một ý tưởng. Điều gì xảy ra nếu tớ đun hết cả kẹo dẻo lên? Hương vị sẽ không thay đổi, nhưng hình dạng sẽ thay đổi. Cùng xem Lily có thích không nhá. Tớ sẽ lấy máy sấy tóc và bật nó không khí nóng nhất. Tớ nghĩ đây là một kế hoạch rất tốt và sáng quyệt. Nóng lòng muốn xem phản ứng của Lily. Mọi thứ đã sẵn sàng, trận chung kết gần hết. Trời ơi, cái gì đấy? Nó không giống mứt cao một chút nào. Đây là phần mà bạn xin thêm mà. Tớ yêu cầu cái khác mà. Đây không phải là kẹo dẻo. Mặc dù có thể tớ đã sai. Ồ, đây là kẹo dẻo. Quá là ngon. Thật tiếc tớ không thử món này trước. Tớ chắc chắn nó sẽ trở thành món yêu thích của tớ từ lâu rồi. Ôi, Lily đã bị đánh bại. Ôi không, bạn ấy thích nó thật sao? Trời ạ, kế hoạch của tớ đã thất bại. Thôi được rồi, Emma, hãy làm cho tớ hài lòng với sự lựa chọn đúng đắn đi. Tớ không biết làm gì. Ồ, một khúc xương sao? Tớ tự hỏi nó để làm gì nhờ? Tớ nghĩ đáng để kiểm tra. Một quyết định rất táo bạo. Xương chứ gì. Bây giờ bạn sẽ biết nó là có ý nghĩa gì. Chào bạn, chạy đến với tớ nào. Ôi, bạn là một chàng trai tuyệt vời. Cho tớ một khúc xương nhá. Em chó biết tất cả các lệnh một cách hoàn hảo. Bạn và tớ sẽ làm gì đây? Chúng ta có thể tiếp tục trò chơi. Tớ biết em muốn nó mà. Ôi, xin chào. Wow, tớ không ngờ tớ sẽ nhìn thấy con chó ở đây. Ôi, sao em lại ở đây? Tớ sẽ vuốt ve và chơi với em cả ngày. Như thế này này. Em cũng thấy nó sao? Ôi, chắc là em thích. Ồ, em bấm vào rồi. Có lẽ không nên làm điều đó. Emma lại nhấn nút phải không? Được rồi, tớ sẽ đổ thức ăn vào hộp vậy. Ôi, mùi hôi làm sao? Ê, cái gì vậy? Đây là đồ ăn cho chó. Em yêu, nằm xuống sàn đi, đừng sợ. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Khi nào nó mới kết thúc? Tôi nghĩ, dừng lại đi. Đấy, được rồi. Ôi, hình như đây là thức ăn dành cho em. Ôi, em ngoan lắm. Chúc em ngon miệng nhá. Nhưng mà đừng có vội. Ôi, hết thức ăn rồi. Cứ ăn đi, đừng ngại. Tại sao bạn ấy phải làm như thế?
Nào xem ai sẽ là người đầu tiên. Mary, bạn, chúc mừng. Bây giờ tớ sẽ chuẩn bị mọi thứ bạn cần. Tớ không thích chờ đợi, có lẽ tớ sẽ bấm nút ngay. Sao rồi? Tớ không hiểu gì cả, tại sao Kate lại nhấn nút nhanh vậy? Thôi được rồi, đó là lựa chọn của bạn ấy mà. Không có gì cả. Ôi, bắt đầu rồi. Coca, tớ rất thích, tớ muốn nhiều hơn nữa. Ồ, đó là sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng tại sao ít vậy? Tớ cần bổ sung. Kate, bạn làm tớ ngạc nhiên đấy. Đây là sự kiêu ngạo từ phía bạn. Thôi được rồi, phải nghĩ ra một cái gì đó. Tớ cần nhiều hơn nữa. Tuyệt thật đấy. Phải lấy một chai lớn hơn. Thôi, tớ không muốn nữa đâu, cảm ơn. Đủ rồi, nhiều coca quá. Xin lỗi, nhưng tớ phải đổ hết thôi. Trời ơi, tớ đang nghẹn thở. Cho tớ ra ngoài đi. Ồ, trông tệ quá. Bạn ấy giống như một con cá vậy. Cố lên Kate, tớ biết phải làm gì rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một phụn nổ lớn. Bạn sẽ được tự do, chuẩn bị đi. Bao nhiêu bọt vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, mũi tớ ướt rồi. Sao, bạn sao rồi? Ôi, tớ không muốn hiểu. Tớ muốn thở nhiều hơn nữa. Tớ rất vui, bạn đã vượt qua khó khăn. Tớ sẽ rời xa bạn một thời gian. Tớ phải đi gặp Mary đây. Tớ đang ở đây rồi bạn. Thôi, đến lúc phải lựa chọn rồi. Phải nhấn nút màu vàng vậy. Sao? Mọi thứ đã rõ ràng. Tớ cần súng bắn bong bóng. Chuẩn bị đi Mary. Chúng ta bắt đầu. Ôi, đẹp lắm sao. Tớ cảm thấy như mình đang trong một câu chuyện cổ tích vậy. Tớ rất vui vì bạn thích nó. Nhưng chưa kết thúc đâu. Tiếp tục đi Jack. Bóng này rất là vui. Tớ có thể tổ chức một bữa tiệc bọt. Hình như bạn ấy hơi nhàm chán. Thôi được rồi, bọt trong súng đã hết rồi. Nếu bạn thích nó nhiều như vậy, tớ có thể đổ tất cả cùng một lúc. Này, Mary của bạn. Sao nhiều nước vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bong bóng ra phòng của tớ đâu? Tớ không nhìn thấy cái gì cả. Xin lỗi, điều này không thể tiếp diễn mãi mãi được. Ôi, ở đây trơn quá. Tốt nhất không nên di chuyển. Đó là sự lựa chọn đúng đắn. Khuyên bạn nên thư giãn. Tớ rất nóng lòng muốn tiếp tục. Tớ đã sẵn sàng để nhấn nút rồi. Tớ thích màu xanh. Tốt, trò chơi vẫn tiếp tục. Tớ đang đến đây kết. Bạn lại may mắn rồi. Tớ đã chuẩn bị một phần kẹo dẻo ngon lớn cho bạn. Ôi, muốn tự mình ăn nó. Nhưng không thể. Tất cả đều là của bạn. Ôi, may mắn lại mỉm cười với tớ rồi. Tớ bắt đầu thích thử thách này rồi đấy. Ngon thật đấy. Tuyệt. Bạn thế nào rồi? Trông ngon miệng thật đấy. Tớ sẵn sàng ăn kẹo dẻo không ngừng. Cảm ơn Jack. Mình luôn vui để phục vụ. Vậy mà như vậy bạn trông giống một chú hamster. Thôi tớ phải đi đây. Mary đang chờ tớ. Tớ gần như quyết định được tớ bấm bút nào rồi. Tớ cần phải tập trung và bắn trúng mục tiêu. Nút màu xanh lá cây gì tuyệt. Bên trong có Nitro Sky. Trông thật là đáng sợ. Ôi, chạm nhẹ vào cái thôi mà đã nổ cả nóng lên. Thôi, mở mồm ra nào. Wow, đó là nachos. Thật tuyệt, tớ lại gặp may rồi. Jack, hãy ném tất cả những gì bạn có đi. Ôi, ngon thật đấy. Và thật là giòn, tan trong miệng. Tớ muốn nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa. Tớ nghĩ rằng phản ứng của bạn sắp bắt đầu rồi. Cháy đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao trở nên cay vậy? Tớ đang cháy. Ôi, không nên đến gần như vậy. Ôi, bữa tiệc tuyệt vời. Ôi, tuyệt thật đấy. Cảm ơn Mary. Wow.
Ôi, tớ thấy tuyệt hơn rồi đấy. Tớ cần nằm xuống. Ôi, những kẹo dẻo rất mềm. Tớ rất vui. Ôi, tớ cảm thấy hơi khét. Thật tốt khi mọi thứ đã kết thúc. Ê, bạn làm gì vậy Kate? Chúng ta có thể tiếp tục. Kate gần như đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Tuyệt. Chờ tớ thêm một giây nữa đi. Tớ không thể quyết định được. Đấy, xong rồi. Ôi, bạn không phải lo lắng. Bạn gặp may mắn. Tớ xin lỗi, tớ không thể kiềm chế được. Tớ rất yêu Nutella. Tớ không ăn nữa đâu. Cái này dành cho Kate. Mời bạn. Tại sao lại dính vậy? À, tớ hiểu rồi. Đó là sô-cô-la. Jack, đừng dừng lại. Tớ nghĩ ra một cái gì đó rất tuyệt. Cần phải làm một chiếc bánh sandwich cho ngọt ngào. Thật tốt khi có bánh mì nướng ở đây. Nó rất mềm và tuyệt vời. Tớ cần phải tắm nó trong sô-cô-la. Đó là chiếc bánh sandwich khổng lồ. Wow. Đã đến lúc ăn không có gì tốt hơn. Ôi, tuyệt thật đấy. Ngon quá. Bạn bị sao vậy Kate? Tớ hoàn toàn hạnh phúc. Cảm ơn Jack. Tớ vui, nhưng không hiểu tại sao bạn lại có nhiều những mẩu bánh mì thế kia. Thành thật mà nói, không phải là cảnh dễ chịu nhất. Đừng nói chuyện với Kate nữa. Đấy là tớ rồi. Tớ thấy bạn đã đưa ra lựa chọn của mình. Thôi được rồi, chúng ta xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm bánh rán. Cần phải lấy bột. Dừng lại, tớ không thích bột mì. Nó khiến tớ muốn hắt xì hơi. Bây giờ chúng ta cần trứng. Nhận lấy đi Mary. What? Cái gì? Trứng? Bạn đang đùa tớ sao? Còn xưa nữa. Quá tuyệt. Nó tớ chỉ làm theo công thức thôi. Hãy xem chúng ta còn gì nữa nhá. À, đánh bọt lên. Ôi, cái đánh bột đâu rồi? What? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ có mảnh sắt khỏi đầu tớ này. Ôi, tớ quên mất. Chúng ta cần phải kem phủ. Bây giờ là chuyện cuối cùng. Trời ơi, tớ không thể chịu được nữa. Đấy, chúng ta làm xong rồi. Tớ không thể chịu được nữa rồi. Mary, bạn đi đâu vậy? À, tớ nhớ ra chúng ta cần kẹo rắc nữa. Trời ơi, nó đẹp làm sao. Trông thật là tuyệt vời. Cảm ơn, nhưng tớ vẫn không hài lòng đâu. Tớ nghĩ rằng trông rất là tuyệt mà. Điều tốt duy nhất là nó rất ngon. Ôi. Chán quá, chờ đợi cũng mệt rồi. Kết, nhấm nút đi, tuyệt rồi. Lần này, chiếc máy này đếm sẽ giúp tớ. Nó bảo tớ nhấn nút này. Cuối cùng, cuộc vui bắt đầu rồi. Tớ hạnh phúc biết bao. Ôi, những chú rắn xinh đẹp này sẽ đến với Kết ngay lập tức thôi. Hy vọng bạn ấy sẽ không nhận ra chúng là đồ chơi. Đợi một chút, tớ quên một cái gì đó. Cần phải đặt một con giá thật vào. Để bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Đến đây nào, tình yêu. Đấy, bây giờ chắc chắn đã xong rồi. Sao rồi, tớ đang đợi. Trời ơi, giống như đất vậy. Thật là kinh tởm, tớ không thích chút nào. Ôi. Trời ạ, mong là mọi thứ đã xong. Trời ơi, trên người tớ đầy rán. Cứu. Tớ sợ lắm rồi. Bà không nên ra ngoài, nó trái với quy tắc. Quay lại đi. Đấy, xong rồi. Đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Tớ không muốn ở đây đâu. Có phải rán giả không? Ôi, chính xác. Tớ không sợ gì cả. Có thể nghỉ ngơi mà. Tưởng làm tớ sợ à Jack? Không có đâu. Trời ạ, cái gì đây? Một con rán đang trên đầu tớ. Và nó đang di chuyển. Trời ơi, tránh ra đồ khốn. Trời ơi, nhận lấy đi. Ôi, hình như chóng mặt mất rồi. Tớ thấy tệ quá. Chào bạn, tớ rất vui vì bạn bình thường. Đến đây nào. Bạn đã giúp tớ rất nhiều, cảm ơn.
Ôi, một sự lựa chọn của tớ phải chính xác. Giống như phát súng, tớ không thể sai được. Sao, có gì? Đến giờ, sảng khoái rồi. Tớ đã mang tuyết. Kiên nhẫn đi, trời lạnh quá, phải sưởi ấm nó. Đây, tất cả là của bạn, nhận lấy đi. Ôi, tớ không hiểu gì cả. Ôi, lạnh thật đấy. Đó có phải tuyết không? Ôi, trông nó rất là đẹp, nhưng tớ bắt đầu giống băng rồi. Tớ có ý tưởng này, tớ cần phải quấn mình trong chiếc chăn này. Đấy, tốt hơn nhiều rồi. Tớ e rằng như vậy vẫn không đủ, phải đội mũ ẩn thôi. May mà mình lấy nó. Đấy, xong rồi. Tớ đã cảm thấy ấm hơn rồi. Và bây giờ có thể chơi, tớ rất yêu tuyết. Thật nhiều niềm vui, tâm trạng Giáng sinh xuất hiện ngay lập tức. Nhiều tuyết hơn đúng không? Tuyệt. Đừng dừng lại, Giác. Nếu bạn thích hoạt động mùa đông, tớ khuyên bạn nên chơi ném tuyết. Ồ, đó không phải là một ý tưởng tồi. Ôi, bạn ấy ném một cú thật là chính xác. Mary, có lẽ bạn sẽ dừng lại. Ôi, tớ mới bắt đầu thôi mà. Bây giờ, phải trả thù thôi. Ồ, quả cầu tuyết của bạn không trúng vào tớ rồi. Xin chào buổi sáng, chuyện gì xảy ra vậy, tuyết ở đâu vậy? Tốt là Mary, bạn đánh ngay vào Kate. Trong cuộc sống, rất khó lường và đôi khi mang đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ khó chịu. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta luôn sẽ đón nó với một nụ cười trên môi. Chúng tớ mong bạn thậm chí chỉ nhận được những món quà dễ chịu của số phận.